Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Mr. Thắng đây. Cái gì đây? Nghe tiếng ai đó đang la hét. Đâu rồi? Bầy chó sói đâu rồi? Mình đang chào các bạn mà tự nhiên bầy chó đâu lùa tới cắn người ta. Đâu rồi? Không thấy nữa. Ây da. Có cần gì không? Chỉ có 3 con cáo thôi mà mình phải xả hết 200 viên đạn giả mang. Rồi thì hôm nay mình sẽ dùng khẩu súng này đây để mình làm một số nhiệm vụ, cũng như là mình sẽ sang bên đây. Đó, mình sẽ đánh 3 cái địa bàn này. 4 cái luôn. 4 cái doanh trại nha. Ok. Nãy giờ mình xả quá trời đạn rồi, cho nên mình phải đi mua lại thôi. Không biết nãy giờ mình bán mình bắn súng là tốn bao nhiêu tiền nữa. Có 32.000 thôi à. Các bạn thấy bất ngờ không? Hôm trước mình la hết tiền, nhưng mà bữa nay mình lại xuất hiện 1 triệu, tài khoản mình lại có 1 triệu rưỡi. 1 triệu 594 ngàn. Đó là lý do là do mình đã dùng phần mềm hack tiền. Cho nên là tiền bạc đối với mình bây giờ không có lo nghĩ nữa. Không thành vấn đề đâu. Rồi mình sẽ đi săn nha. Ở đây có một cái nhiệm vụ đi săn. Ô, con cọp. Mr. Chiffon, I have your latest design. Okay. Where do I find this rare tiger? The den's not far from your location, but I want you to be extremely careful. This is my little Chiffon, so richly. Ê, mày sói kìa. Chết bọn mày rồi. Bữa nay mày gặp tao là xui rồi con. Tao có súng mới cho bọn mày đây. Quay. Một vụ tàn sát dã man. Bầy sói của người ta. Ôi trời ơi. Rồi thì cái nhiệm vụ này là nó kêu mình đi săn một cái con hổ giống gì đó mà rất là quý hiếm. Hình như là một con hổ trắng thì phải. Nó ở đâu đây thôi. Wow, cái vụ này công nhận rất là nhiều lá xanh luôn. À, một địa điểm bí mật. Cái gì đó? Tại sao lại có nguyên một cái hồ mà toàn máu không vậy? Ở dưới có những bộ xương nữa kìa. Ôi thấy ghê quá. Mình mà tắm cái hồ này chắc bị nguyền rủa dữ lắm nè. Nè có một con. Ồ có ông này nữa. Đây là một cái nhà thám hiểm đã bị chết. Mình không sợ đâu, do mình đã có khẩu súng này rồi. Một khẩu súng vô cùng thần thánh. Đó. Mình sẽ ăn những cái hộp này nha. Ê, nguyên bộ xương kìa, ghê quá. Ôi trời ơi, sao nhiều vậy? Mình không biết ở đây đã xảy ra một cái chuyện gì đó, nhưng mà rất là nhiều người chết. Oh my god. Rồi đổi đi. Ngu gì, mình ngu gì mà dùng. Oh. Nó bắt mình đi săn con hổ đó bằng cái khẩu AK này, chứ không có cho xài súng kia. Thôi rồi. Ê! Hey, Tiger! Ừ, chém nó! Ây da! Đậu xanh, bọn này giả mang. Mình phải dùng cái này mới được. Đúng rồi. Mình sẽ chích cái mũi này sẽ giúp mình giảm cái vụ mà hổ cắn đó các bạn. Sẽ giảm máu xuống. Ú. Chết nha không. À, hổ cầm trắng kìa. Đậu xanh. Quay, bình tĩnh. Để tao ngắm mày phát. Lên đây, ra đây, ra đây. Oh my god. Băng 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 băng.
sao mày dài quá vậy? Ôi trời ơi. Trời ơi, bắn hoài không chết kìa. Không chết hả con? Mày không chết hả con? Xạo hả mày? Công nhận nó dai thiệt các bạn ơi. Nãy giờ mà mình sử dụng cái khẩu súng mới kia là nó no đòn. Nó sẽ bị nát nhừ. Coi như là khẩu súng của mình sẽ nghiền nát nó luôn á. Chứ không có giỡn đâu. Mấy con cọp này. Ơ, à, mình đổi súng lại quên nữa. Đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ráp đồ nha. Mình đã được một cái bộ đồ quý hiếm nào đó rồi. Đây. Từ giờ mình sẽ mang được 8 cái ống chích 8 cái ống mà nâng máu của mình đó các bạn. Ồ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn mà đi đánh những cái doanh trại nha các bạn. Này những cái doanh trại nè, những cái lá cờ màu đỏ nè. Đó. À, ở đây chúng ta là có chỗ để xuất hiện rồi. Đó, mình sẽ di chuyển nhanh tới. Rồi mua sắm đạn cái full luôn rồi. Bán bớt. Ok, chúng ta sẽ đến cái địa điểm đầu tiên nha. Thì do mình sử dụng cái khẩu súng này, mình sẽ không có giết tụi nó bằng cái cách bằng cái cách là bí mật nữa, mình sẽ công khai luôn. Mình sẽ xông pha ra như là Rambo gì đó. Bắn tay đôi cho tụi nó luôn. Chấp tụi nó gọi đồng bọn tới luôn á. Ghê chưa? Rồi có gì nếu như mà giết nhiều quá thì những cái danh trại khác mình sẽ chuyển sang cái chế độ mà giết bí mật. Vậy thôi. Kia rồi. Cái này là đánh công khai nha. Ok, xuống xe. Nè, giác nguyên cái súng là ghê quá ha. Quá sợ. Mình sợ hãi tụi nó quá các bạn ơi. Trời ơi. Kìa kìa. Thằng này rất là hổ báo. Ha ha. Chết chưa? Ừ, kêu đồng bọn đi. Ok, nó kêu đồng bọn rồi. Quá đã. Ô ô ô ô ô. Tụi nó chơi bắn pháo luôn các bạn ơi. Tới à. Tới từng. Thank you.
ở đằng trước này có một thằng nữa. Chỉ còn có một thằng duy nhất thôi. Chết mày rồi. Nó nấp ở đâu vậy? Chạy kìa. Yeah. Thấy không? Đã không? Oh yeah, đây chính là cái danh chạy đầu tiên. Thì cái cây súng mình đang cầm nó tới cơ số đạn tối đa của nó tới 800 viên nè các bạn ơi. Cho nên là tha hồ mà xả đạn đi, rồi sau đó chúng ta sẽ mua. Vậy thôi. Mua đạn nha, có tốn bao nhiêu tiền nha. Đó, xả nãy giờ 400 viên, mua hết 76.000. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái danh chạy tiếp theo nha. Ok, mình đã đến cái danh chạy tiếp theo của tụi nó đây. Và mình sẽ tấn công theo giống hồi nãy nữa. Mình sẽ đánh trực tiếp luôn, không có lẩn trốn gì cả, không có cần bí mật. Kìa, một thanh niên. Thanh niên này là cầm súng lửa các bạn ơi. Để mình giết lén nó thử coi được không nha. Mình thử giết lén thằng này thôi. Mày hả con? Wow. Rồi chơi đi. Bánh sát nghe không? Ôi. Hình như mình mắc áo giáp rồi cho nên là nó bắn rất là thấm. Nó kêu bồ nó tới kìa. Được, tới đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo. Bành sát hai thằng. Nó kêu trực thăng tới kìa. Oh my god. Đâu rồi? Thằng đâu? Yeah. Quá gọn. Đó, nổ bệnh trực thăng luôn. Được đấy. Oh my god. Chúng ta đang địa bàn của mình á, mỗi ngày một mở rộng. Những cái thằng bự này là các bạn, đồ của nó rất là mắc tiền luôn á. Mình sẽ loot đồ của nó. Đảm bảo bán rất là được giá luôn. Ê, sao có con gấu chết ở đây nữa? À, lột luôn. Rồi, mình sẽ đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sắm nha. Mua một số món đồ cần thiết của mình, như là áo giáp chẳng hạn. Vô đường nào đây? Sao không có cửa? Đây. Hồi nãy giờ mình thấy nó bắn mình rất là thấm luôn, cho nên là mình nghi ngờ áo giáp của mình nó bay rồi. Chứ gì nữa, nó đã bắn bay áo giáp của mình. Nên lấy cái súng nào đây? Này đi. Rồi chúng ta sẽ đến cái địa điểm tiếp theo nha các bạn. Ok, sắp tới rồi. Rồi đánh cho hoành tráng nha không? Chết. Nó đang kêu đồng bọn nó ra đó. À, báo động rồi.
Cái súng này mạnh quải luôn các bạn ơi. Đứng ngoài này tỉa thôi cũng đã nữa. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? À đây 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 đây. We are inbound from the south. Oh. Chúng nó tới kìa. Trời ơi, đã phải. Cảm giác cầm cái này bắn sướng gì đâu á. Yeah. Ôi giời ơi, hết đạn của tôi rồi. Á à, cháy nhà luôn. Rồi, mình sẽ vào để mua sắm đạn lại nha. Bắn quá trời rồi, hết đạn. Đặc điểm của khẩu súng này là cái người cầm nó phải rất là giàu có nha. Còn khơi khơi là coi như là không có đủ tiền để mà mua đâu. Mua đạn cho nó ấy. Thấy không, bắn nãy giờ sắm 4.000 rồi nè. Trong khi mình lụm mót loot đồ của mấy thằng kia chỉ được có 8.000 thôi. Đó, chúng ta sẽ bắn bớt nha. Thấy không, nãy 1.000, 1.500 giờ còn có 1.400 mấy rồi nè. No, no, you're not. Save me. Oh. Rồi, chúng ta sẽ đến tới cái địa điểm cuối cùng mục tiêu của ngày hôm nay. Là mình đã mở được coi như là phân nửa cái bản đồ rồi nè. Chỉ còn có điểm này thôi. Điểm này nè các bạn. Là coi như kết thúc nha. Thì mình sẽ ý của mình á là cái địa điểm cuối cùng này mình sẽ đánh nó một cách bí mật. Thử coi một cái tài mà ám sát của mình nó như thế nào. Ok, chúng ta đã đến rồi các bạn ơi. Thì ý định của mình là mình sẽ đánh một cách bí mật nha. À, không biết tụi nó đâu đây. Ồ ồ ồ. Tụi nó cũng khá là đông đấy. Đó, con gấu tới kìa. Đúng rồi, cắn nó đi. Chiu. Headshot nè. À, thằng kia nó thấy rồi. Thôi rồi, chúng ta đã bại lộ bí mật. Vậy là phải công khai thôi. Mình vô ý quá, mình để cho một thằng nó phát hiện. Rồi, nó tới kìa. Chết cả đám luôn. Mày hả con? À, có thằng thợ săn nào đâu đây? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Wow. Ok, chúng ta đã chiếm được 4 cái danh trại mới. Và còn rất nhiều điều để làm trước mắt nữa. Chúng ta chỉ mới
mở được phân nửa bản đồ thôi. Còn bên đây nữa rất là rộng luôn, rộng hơn bên đây nữa. Thấy không? Và đặc biệt là bên này có hai cái pháo đài, một cái và hai cái. Đó, chứng tỏ là phía trước còn rất nhiều chuyện để chúng ta làm. Rồi, thì chúc các bạn xem video này vui vẻ nha. Bye các bạn.